tulip màu tím. Cái này là hoa nở tè le hết rồi. Quá nhiều màu, bây giờ không biết gọi tên luôn. Ở đây là Deutsche Myra, cái làng của cái làng Deutsche. Đi shopping xong rồi mọi người dừng lại đi tới đây để tối nay coi đèn á. Tối nay giăng đèn, chút nữa có đèn đẹp mình quay cho mọi người coi. Còn bây giờ thì mình quay tulip cho mọi người coi nha. Chỗ này thì nó chỉ ít có nhiêu đây thôi. Thời tiết thì nó âm u nên là cũng trời cũng sắp tối rồi nên là không có còn đẹp. Chụp hình không có đẹp lắm. Ô cái hoa gần hoa cao và đỏ này thôi là chuẩn bị nó rụng đấy kìa. Đây là hoa này là hoa man cai. Mấy cô đứng xếp hàng vô đó, chụp hình đi. Nguyên một tảng hoa tulip luôn. Chào chị, chia sẻ ảnh chị Mai vô, chị Mai, em đang quay phim nè. Dạ bên này nó trồng tulip chị ơi. Đẹp quá. Bên này nó trồng tulip. Quả trường bông ha. Nó kia lên nó yếu lắm chị. Ở trong